Xin mời các cái câu hỏi trong hội trường có. Nếu mà chưa có ai thì tôi cũng có mấy cái băn khoăn như thế này. Bài của mình thì chắc chắn là mình không hỏi mình rồi. Tôi muốn hỏi cái chỗ cái bài trình bày của thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy ấy. Chúng ta thấy rõ ràng là sau Covid thì bệnh nhân hen thì nhiều triệu chứng hơn, đã được chẩn đoán hen thì nhiều triệu chứng hơn, nhiều đợt cấp hơn. Chúng ta xuất hiện thêm một số những cái trường hợp hen mà từ trước đến giờ, hoặc là những người đó đã có cơ địa dị ứng, hoặc là không có cơ địa dị ứng mà sau đó sau Covid chúng ta lại chẩn đoán hen, hoặc là hen lai, hoặc tương ứng hen gì đấy sau 3 tháng nhưng mà tính tuyết tiết. Vậy thì theo ý kiến của cô Thủy thì chúng ta có tính đến chuyện là đưa Covid thành một yếu tố nguy cơ trong cái đánh giá nguy cơ của hen không? Bởi vì rõ ràng là chúng ta có rất nhiều những yếu tố đánh giá, từ cái chỗ là không được kiểm soát với điều trị tối ưu này, rồi thì đã từng nhập viện trong 12 tháng vừa qua, vân 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 vân. Thế thì bây giờ có thể thêm một yếu tố là coi như Covid là một yếu tố nguy cơ trong đánh giá kiểm soát hen. Nhưng mà cũng gay đấy, bởi vì thế này, 80% bệnh người Việt Nam nhiễm Covid rồi, như bài hôm qua tiến sĩ Thái có nói. Thế thì coi như là đã một cái yếu tố mà nó đã có sẵn rồi, thì có tính đến cái chỗ đó hay không? Thứ hai nữa là rõ ràng là chúng ta có cái hen mà hen lai tương tự như hen hậu Covid. Và cái hen đó thì hôm qua thì cô Hạnh cũng có chia sẻ là chúng ta cứ điều trị theo hen. Chúng ta cứ điều trị như hen rồi sau này tính tiếp. Thế nhưng mà chúng ta tính tiếp thì chúng ta lại vấp phải một cái là thì 3 tháng sau đánh giá lại. Nhưng rõ ràng trong GINA thì luôn có một cái khuyến cáo là không có ngưng ICS. Đúng không? Không có ngưng ICS. Thế nếu như bây giờ chúng ta nhỡ chúng ta ngưng một cái mà chúng ta lại bùng lên cơn thì sao? Thế thì nhờ chỗ cô Thủy chia sẻ giúp mấy cái ý. Có một cái câu hỏi mà sau bài trình bày của thạc sĩ Lạc Quý Hương tôi cũng muốn hỏi, và sau đó thì cũng nhờ thầy Vinh ở dưới chia sẻ thêm nữa. Chúng ta rõ ràng là chúng ta có mấy cái an toàn trong điều trị hen ở phụ nữ có thai. Đúng không? Có budesonide, formoterone và có salmeterone, fluticasone. Nhưng từ trước tới giờ có vẻ gì đấy là chúng ta đang đề cập tới cái budesonide, formoterone điều trị hen ở phụ nữ có thai nhiều hơn so với cái vai trò của salmeterone và fluticasone. Thì cái này thì phải nhờ thầy Vinh chia sẻ thêm. Vâng. Xin phép có mấy câu hỏi trước đó. Vâng. Vâng, tôi trong thời gian đợi các bác sĩ có câu hỏi thêm thì mời bác sĩ Nguyễn Thanh Thủy có thể chia sẻ những cái câu hỏi của phó sư Nguyễn Thanh Hồi. Thì thực sự là lúc mà khám những cái bệnh nhân mà hậu Covid mà sau khi nhiễm Covid ở phòng khám hô hấp ấy, thì em cũng gặp những cái tình huống là bệnh nhân hen thì có nhiều triệu chứng hơn, rồi là những cái bệnh nhân mà chưa có cái chuẩn đoán hen từ trước thì bây giờ có những cái triệu chứng giống như là hen, và cũng có rất là nhiều những cái băn khoăn mà lúc đầu tiên mà khi gặp những cái bệnh nhân mà chưa hề có những cái triệu chứng hen hay là những cái gọi là những cái cơ địa mà như là kiểu là cơ địa dị ứng để mà gợi ý là bệnh nhân để có được chuẩn đoán chắc chắn là hen hay không, thậm chí là đo cả chức năng hô hấp thì cũng trong giới hạn bình thường, đo pheno thì cũng trong giới hạn bình thường, nốt cũng không có cái gì gợi ý là ủng hộ thêm cho việc hen ngoài cái việc là triệu chứng của bệnh nhân đơn thuần, thì cũng rất là lúng túng trong cái vấn đề đầu tiên mà khi mà điều trị. Thế, tuy nhiên là cái việc mà nhiễm COVID-19 thì thực ra thì virus SARS-CoV-2 thì nó cũng chỉ là một trong những cái nhóm gọi là virus giống như là những cái trường hợp mà những cái bệnh nhân hen mà sau khi nhiễm cúm hoặc là nhiễm những cái nhóm virus khác thì cũng có thể là sẽ làm cái triệu chứng của bệnh nhân bị nặng hơn hoặc là khởi phát những cái cơn đợt cấp mà sau khi mà bệnh nhân có nhờ nhiễm virus. Thế thì những cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng ngay cả trong cái thời kỳ mà đại dịch COVID ấy, thì cái yếu tố hen cũng có rất là nhiều những nghiên cứu được chỉ ra là bệnh nhân bị hen hoặc là nhiễm virus SARS-CoV-2 thì nó không phải là cái yếu tố mà để khiến cho bệnh nhân tăng cái tỷ lệ nhập viện ngay cả trong cái giai đoạn cấp của bệnh nhân bị nhiễm COVID-19. Thì chính vì vậy mà cái việc mà có đưa cái nhiễm COVID-19 thành là một cái yếu tố mà cần phải đánh giá cái nguy cơ đợt cấp hay không thì em nghĩ là cái này mình chỉ coi nó như là một cái nhiễm một cái loại virus thông thường, và những một khi mà một bệnh nhân mà hen mà lại có bội nhiễm những cái virus như là cúm hay là COVID thì đều có thể khởi phát những cái triệu chứng nặng hơn hoặc là những cái COVID thôi ạ, chứ cũng không phải đưa cái không nhất thiết phải đưa vào để làm thành là
một cái yếu tố gì đó rất là quan trọng hơn, quan trọng hóa quá. Vâng. Thế còn một cái ý nữa mà, vâng, thế thì cũng có nhiều bệnh nhân bọn em cũng cũng gọi là điều trị thử đi ạ, tại vì là có triệu chứng thì giống hen nhưng mà đo chức năng hô hấp, thậm chí là đo pheno thì cũng bình thường, nhưng bệnh nhân đến với cái những cái biểu hiện là có thể còn có cả khó khè, khó thở rõ thì nó còn rõ, còn gợi ý đến hen hơn. Nhưng có nhiều bệnh nhân là đến là chỉ có ho kéo dài, một cái ho kéo dài mà sau khi đã loại trừ hết tất cả những cái nguyên nhân mà có thể dẫn đến ho kéo dài kèm theo như là viêm mũi xoang rồi các cái hội chứng trào ngược, những cái bệnh lý ví dụ như là viêm phế quản, tăng bạch cầu oai toan, các yếu tố như vậy mà bệnh nhân lại vẫn có cái triệu chứng mà ho kéo dài sau khi đã sử dụng những cái thuốc mà để điều trị ho kéo dài thông thường đã sử dụng rồi, thì có những trường hợp là đã cũng có điều trị thử, gọi là điều trị thử kiểu hen thể ho như là dùng corticoid dạng hít. Thế và cái thực ra thì cũng chưa có một cái khuyến cáo nào, thì em cũng có nghe các thầy cô thôi, cũng học hỏi từ các thầy cô thôi. Thì cũng có một cái bài chia sẻ của cô Tuyết Lan, thì cô cũng nói là cái việc mà điều trị thử đấy thì mình có thể theo dõi, ít nhất là mình sẽ điều trị và sau một tháng thì những bệnh nhân nếu mà đáp ứng tốt là có thể giảm, tức là mình không ngừng ngay corticoid nhưng mà mình có thể hạ bậc sớm hơn so với cả những cái bệnh nhân hen. Vì như vậy thầy Hồ có nói là hen thì tăng bậc thì rất là nhanh nhưng mà hạ bậc thì phải từ từ. Nhưng mà với những cái bệnh nhân mà mình chưa, tức là nó có cái triệu chứng kiểu giống hen và mình đang có một cái hội chứng gọi là đáp ứng viêm đường thở sau mà nhiễm COVID hoặc là nhiễm những cái virus nói chung, thì mình có thể sử dụng và cái việc mà giảm bậc nó sẽ nhanh hơn. Tức là nếu mà sau một tháng mà triệu chứng của bệnh nhân tốt hơn nhiều rồi thì có thể là sẽ hạ bậc cái việc mà ICS và theo dõi tiếp trong vòng những cái tháng tiếp theo. Nếu mà triệu chứng mà còn giảm tiếp nữa thì mình cứ giảm theo 50% rồi lại giảm tiếp 50% và đến khi mà bệnh nhân có thể ngừng được cái corticoid dạng hít. Thế còn nếu mà khi mà ngừng corticoid dạng hít mà các cái triệu chứng nó lại khởi phát lại những cái triệu chứng thì lúc đấy chúng ta phải xem xét cái việc là có thể bệnh nhân đấy đã thực sự là hen rồi, chuẩn đoán thực sự là hen rồi chứ không phải đơn thuần là nó kiểu giống hen nữa. Vâng. Thì đấy là cái chia sẻ của em, thì em cũng xin ý kiến chia sẻ thêm của các thầy cô và anh chị ở trong hội trường. Vâng. Trước khi thầy Vinh có ý kiến thì tôi muốn hỏi chỗ thạc sĩ Lạc Quý Hương ấy. Rõ ràng là dùng corticoid đừng uống thì có thể gây suy thượng thận. Vậy thì ở cái thời điểm nào trong thai kỳ chúng ta dùng corticoid đừng uống là an toàn nhất? Trong các nghiên cứu nó có dữ liệu đó không? Để cho bác sĩ thực hành lâm sàng cũng tương đối yên tâm khi kê một corticoid đường uống. Vâng ạ. Thì thực ra trong cái tìm hiểu, trong cái hiểu biết của em và trong cái tìm hiểu về cái bài này ạ, thì em cũng không, em chưa tìm hiểu được cái tài liệu nào là cái trong cái thời gian nào của thai kỳ thì sẽ làm giảm cái nguy cơ mà sẽ bị suy thượng thận ở trẻ sơ sinh với những bệnh trường hợp dùng OCS. Chỉ có em đọc được là mình cái thời gian mình dùng thì nên dùng vào buổi sáng thì sẽ làm giảm cái nguy cơ hơn thôi ạ. Thì em xin các thầy cô có thể là nếu mà có những cái thì có thể chia sẻ với bọn em thêm ạ. Cảm ơn ạ. Liên quan tới vấn đề COVID rồi có những cái triệu chứng giống hen thì hiện em đang phụ trách cái phòng khám hậu COVID của bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và đó cũng là chắc có lẽ là phòng khám đầu tiên hay là duy nhất của cả nước, bởi vì sau đó thì Bộ Y tế không khuyến khích các bệnh viện tạo ra các phòng khám hậu COVID hay là khoa hậu COVID. Nhưng mà lúc đó thì tụi em mở cái phòng khám đó vào ngày 6 tháng 12, lúc đó chưa có thông tin từ Bộ Y tế. Thì tại thời điểm ban đầu thì mỗi ngày có thể khám tới hơn 400 bệnh nhân hậu COVID, bây giờ thì khoảng chừng 70 bệnh nhân thôi. Thì trong giai đoạn cái chủng Delta thì bệnh nhân có những cái triệu chứng giống như hen cũng tương đối nhiều. Bệnh nhân cũng khó thở khi gắng sức, cái đó là cái triệu chứng mà thường gặp nhất. Và kèm theo đó là những tổn thương phổi. Nhưng mà sau đó giai đoạn Omicron thì bệnh nhân trẻ tuổi, phụ nữ gặp tương đối khá và cái triệu chứng ho với lại khó thở khi gắng sức là chủ yếu. Tổn thương phổi thì không có. Thì đứng trước tình huống đó thì chúng ta phải điều trị triệu chứng cho bệnh nhân, nhưng mà cũng có thể là nó cũng một số trường hợp giống như hen như thầy Hầu nói. Dĩ nhiên cái giống hen đó và với một cái tiền căn thì không có hen. Triệu chứng hiện tại thì giống hen thì chúng ta mới gọi là giống hen. Còn nếu mà tiền căn bệnh nhân có từng bị hen rồi thì bây giờ có thể là SARS-CoV-2 vào là một cái yếu tố kích ứng, gọi là khởi động lại làm cho cái hen nó bùng lên. Thì đối với trường hợp đó thì chỗ em cũng đo FNO thì cũng thấy rất là nhiều người mà có triệu chứng giống hen, FNO nó cũng cao luôn. Và chúng ta biết là FNO
có thể giúp được chẩn đoán bệnh, cũng có thể là một cái biomarker để đánh giá một cái tình trạng đáp ứng với corticoid, đặc biệt là corticoid dạng hít. Thì dù hen hay không hen mà thấy FeNO nó cao thì dùng corticoid dạng hít vào thì đa phần tiên đoán là nó sẽ có đáp ứng. Thì lúc đó sẽ có hai cái xu hướng điều trị cái chứng mà khó thở khi gắng sức hay là ho kéo dài của hậu COVID. Một nhóm là sẽ dùng cái thuốc Montelukast là chống lại cái glycogen theo một cái bệnh sinh gọi là cái hoặc cơ chế hoạt hóa dưỡng bào là một cái mà cũng tương đối phổ biến sau hậu COVID. Thì rất nhiều trường hợp em cho Montelukast thì có hiệu quả rất là tốt trong điều trị cái khó thở khi gắng sức và ho. Một số bác sĩ khác thì chẩn đoán nó là cái hội chứng tăng phản ứng đường dẫn khí sau viêm. Hồi nãy bác sĩ mới vừa nói đó. Cái đó cũng gặp sau nhiễm siêu vi hay là nhiễm trùng hay là bất cứ một cái tình trạng nhiễm siêu vi vi trùng nào đó. Trong đó có SARS-CoV-2 thì dùng corticoid hoặc là đôi khi bệnh nhân khó thở thì ít là 3 luôn. Lưu ý một điều. Như bệnh nhân hậu COVID họ có nhịp tim có thể nó cao rất là nhiều. Nếu chúng ta dùng ACE-LABA đôi khi nó làm tăng nhịp tim nữa cũng là một cái yếu tố làm cho họ lại mệt mỏi, khó thở nhiều hơn. Thì tùy theo cái nhịp tim bệnh nhân mà chúng ta có thể dùng ICS thôi. Hoặc là nếu bệnh nhân mà có khó thở nữa thì chúng ta sẽ dùng thêm ACE-LABA. Thì đó là và nếu mà chúng ta dùng thì có thể dùng ngắn thôi. Một tháng, hai tháng mà thấy ổn thì cho mình ngưng. Dĩ nhiên cũng có nhiều người nói là cũng có thể đó là cái cơn hen đầu tiên. Cơn hen đầu tiên thì bệnh hen thì là bệnh mãn tính nhưng mà cũng lúc nào cũng có cái cơn đầu tiên. Như vậy chúng ta có khi ngừng sớm quá thì bỏ lỡ cái cơ hội điều trị hen cho bệnh nhân hay không thì thực ra cũng chẳng có gì bỏ lỡ hết. Nếu mà chúng ta ngưng rồi bệnh nhân sẽ bị luồn lại, giống nếu như họ bị hen thì chúng ta tiếp tục điều trị. Bởi vì chúng ta điều trị sớm cho bệnh nhân cũng không có cơ may là điều trị dứt điểm được cái bệnh hen cho bệnh nhân. Đó là ý thứ nhất của em. Ý thứ hai là đối với lại bệnh nhân trong thai kỳ thì đúng là các nghiên cứu cho thấy rằng cái corticoid uống hay là hít thì nó cũng ít có gây cái tác dụng phụ cho thai kỳ và cũng chẳng biết là ở cái thời điểm nào là an toàn hơn thời điểm nào, nhưng mà chúng ta luôn luôn nhớ là 3 tháng đầu của thai kỳ là cái gọi là thời điểm nguy hiểm nhất mà chúng ta hạn chế cho thuốc cho bệnh nhân. Thì Gina và một số cái hướng dẫn khác cũng nói là nếu được thì nên hạn chế LABA trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Nhưng mà nếu bệnh nhân đến với mình mà họ đã dùng ACE-LABA rồi mà họ đang yên ổn thì chúng ta không nên vì cái câu mà hạn chế sử dụng LABA trong 3 tháng đầu của thai kỳ mà chúng ta ngưng LABA cho bệnh nhân. Bởi vì ngưng LABA thì có thể bệnh nhân vào được cấp thì nguy hiểm hơn. Vấn đề LABA thì như thầy Hầu nói, thật ra LABA thì được xếp vào nhóm C theo cái nguy cơ thai kỳ của FDA. Salmeterol hay là formoterol đều cùng một cái nguy cơ bằng nhau. Nhưng mà corticoid thì budesonide được xếp là an toàn hơn là fluticasone. Tuy nhiên cái phân loại A, B, C, D, X của FDA thì họ bỏ từ năm 2016. Và họ nói rằng bây giờ đó thì không nên xếp loại ABCD nữa. Mà họ đưa ra thông tin của từng loại thuốc và tùy bác sĩ đọc cái thông tin đó và quyết định cái thuốc đó nguy cơ thai kỳ như thế nào. Và em thấy cái đó quá khó. Thì Seretide là nếu mà nguy cơ thì gọi là CC là fluticasone với salmeterol là nguy cơ C với C. Còn Symbicort thì B với C thì một số bác sĩ nghĩ rằng BC thì nó tốt hơn CC. Chúng ta biết là A là tốt nhất là từ B rồi C. Nhưng mà đó là suy luận thôi. Chứ còn thật ra những cái nghiên cứu để so sánh Seretide với Symbicort về mặt tác dụng phụ lên thai kỳ như thế nào thì cũng không có những cái nghiên cứu như vậy. Cho nên em nghĩ là chúng ta nếu mà dựa vào bằng chứng thì chúng ta cũng đồng nhất giữa hai cái loại thuốc đó. Chứ không thể nào nói một thuốc này tốt hơn thuốc kia nếu mà chúng ta chỉ qua cái suy luận dựa vào cái nhóm corticoid trong cái thuốc phối hợp ACE-LABA. Thì em xin hết ạ. Vâng, xin trân trọng cảm ơn cái phần tham luận thêm của thầy Vinh. Chúng tôi cũng đồng thuận cái quan điểm đó, bởi vì trong cái bài trình bày của thạc sĩ Lạc Quý Hương thì cũng nêu rõ là các cái ICS, các cái LABA thì cả budesonide, formoterol thì cũng đều an toàn, và chỗ salmeterol cũng như là cái fluticasone thì cũng là những cái mà an toàn. Thì cái lược trích tài liệu của thạc sĩ Lạc Quý Hương cũng đã nói cái điều này, thì có thể cô tham khảo thêm. Thế còn thì trong cái bài trình bày của chỗ Thủy thì có cô Thủy thì có nêu cái chỗ mà chẩn đoán, cái vai trò chẩn đoán của chức năng thông khí phổi trong chẩn đoán hen, thì chúng ta cũng vẫn phải thống nhất với nhau là chẩn đoán hen phế quản cái quan trọng nhất vẫn là cái lâm sàng, sau đó cái đáp ứng điều trị. Bởi vì cái chức năng thông khí phổi thì nó có một cái đấy là hầu hết bệnh nhân đến với chúng ta trong cái thời điểm bình thường
thời điểm mà chức năng thông khí phổi đo thì lại hầu hết là bình thường. Thế còn nếu như mà có kết quả chức năng thông khí phổi thì quá tốt. Sau đó chúng ta làm cái test hồi phục phế quản mà sau đó có đáp ứng thì lại quá tốt trong chẩn đoán. Và chúng ta cũng phải nhắc lại với nhau đấy là ở bất cứ kỳ thời điểm nào, một bệnh nhân chức năng thông khí phổi đang tắc nghẽn mà bây giờ nó về được bình thường thì bệnh nhân đó được chẩn đoán là hen phế quản. Chúng ta phải nhắc với nhau cái điểm đó. Bởi vì không phải cái bệnh nhân hen phế quản đợt cấp vào viện, ra viện là nó về được chức năng thông khí phổi bình thường đâu. Có những cái trường hợp ra viện chức năng thông khí phổi nó vẫn ở tình trạng tắc nghẽn, thậm chí tắc nghẽn nhiều tháng sau đó rồi chúng ta dùng ICS nó mới về được bình thường. Thì phải nhắc lại là ở bất cứ thời điểm nào, chỉ cần kiếm được một cái chức năng thông khí phổi về bình thường thì bệnh nhân đó lập tức đã qua chẩn đoán hen phế quản. Thì chúng ta vâng vâng có một cánh tay giơ lên. Em xin hỏi anh ngồi ạ. Tức là ở trên lâm sàng ấy, thì em thấy có những bệnh nhân nữ cao tuổi, tầm độ 70 tuổi hoặc là 80 tuổi. Bệnh nhân trong những thời gian từ những năm khoảng 60 tuổi là bệnh nhân là có thỉnh thoảng bệnh nhân có bị khó thở. Và người ta tự đi mua thuốc người ta đỡ. Tuy nhiên là dụ em có bệnh nhân là có hẹp eo động mạch chủ, có suy tim mức độ nhẹ thôi. Và bệnh nhân cứ thỉnh thoảng khó thở thì tự đi mua thuốc cũng không rõ thuốc gì. Thế thì khi mà bệnh nhân vào viện vì một cái cơn khó thở và biểu hiện giống như cũng gian rít gian ngáy khó thở và điều trị như uống một cái CBD cũng trước khi xịt cũng có ít thì bệnh nhân cải thiện và đo chức năng hô hấp thì bệnh nhân lý có rối loạn thông khí tắc nghẽn mức độ nặng và khai thác yếu tố lâm sàng thì không có dị ứng, không có cơ địa, không có hen, không có hút thuốc lá. Thì cho em hỏi là cái trường hợp đó thì mình vẫn cứ chuẩn đoán là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay là mình đặt chuẩn đoán như thế nào thì hợp lý với những trường hợp mà bệnh nhân nữ cao tuổi ạ? Tôi chỉ nhắc lại là ở bất cứ thời điểm nào nếu chức năng thông khí phổi về bình thường thì đấy là hen. Và vì vậy thì một bệnh nhân cao tuổi cũng thế thôi. Cao tuổi bệnh nhân đến có triệu chứng gian xít gian ngáy đầy, đúng không ạ? Chúng ta bởi vì thông thường gian xít gian ngáy điều trị thì chúng ta vẫn cứ đánh giá yếu tố nguy cơ, nếu có nhiễm trùng chúng ta dùng kháng sinh, còn nếu không có nhiễm trùng thì chúng ta vẫn là corticoid đường hít rồi corticoid đường toàn thân, sau đó cộng với thuốc giãn phế quản, ra viện chúng ta đo lại chức năng thông khí phổi. Nếu ra viện đo lại chức năng thông khí phổi mà về bình thường thì quá dễ rồi. Thì chắc chắn cả đó là hen rồi. Nhưng nó lại rơi vào cái thời điểm là nó hơi dở ngương là ra viện đo chức năng thông khí phổi nó lại vẫn còn tắc nghẽn. Thế thì khi đó nếu bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta lại đánh giá theo 4 nhóm ABCD. Và chúng ta nhớ là chỉ cần một đợt cấp nhập viện thì có nghĩa là ở nhóm nguy cơ cao. Thế nếu như bệnh nhân đó ra viện xong, nếu chúng ta kê mà không có ICS thì thường nó sẽ bùng trở lại cái cơn. Và chúng ta đối chiếu cái tần suất cơn ấy, nếu như mà lại hai đợt cấp, có nghĩa là chúng ta lại xếp vào nhiều đợt cấp. Nhiều đợt cấp thì chúng ta lại bắt đầu phải chuyển sang điều trị cái ICS LABA hoặc là ICS LABA LAMA. Sau đó chúng ta 3 tháng hoặc 6 tháng sau chúng ta đo chức năng thông khí phổi lại, cái này phải theo dõi. Thì nếu chức năng thông khí phổi về được bình thường thì chúng ta chẩn đoán đấy là hen phế quản. Thì đấy là cái lợi thế của cái việc chuyển cái đánh giá mức độ nặng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ngày xưa trước theo 4 nhóm 1, 2, 3, 4 sang 4 cái nhóm ABCD. Thì ABCD nó lại giải quyết được cái câu chuyện nếu như mà bệnh nhân có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, trước đó chúng ta chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhưng đợt cấp nó nhiều thì khi đó chúng ta lại chuyển sang để điều trị ICS thì nó lại về được bình thường. Đấy. Thì cái tình huống đó thì xin trao đổi như vậy. Cô Lan lại muốn comment cái chủ đề này nó cũng nóng. Và tôi cũng gọi là chia sẻ một chút thôi vì là tôi làm lâm sàng cũng nhiều. Thứ nhất là tôi rất là thống nhất với ý kiến của anh Vinh, rất là hợp lý. Với những cái trường hợp mà bệnh nhân bị ho kéo dài hoặc hen phế quản sau nhiễm Covid ấy, thế thì đều có những cái là như thế này. Những trường hợp mà chỉ ho thôi mà không khó thở thì tôi rất đồng tình cái việc là chúng ta sử dụng Locotien, đây là những cái mà kinh nghiệm lâm sàng. Thế còn những cái trường hợp mà cứ là hen phế quản hay là giống le hen phế quản ấy, nhưng mà bệnh nhân triệu chứng rất giống hen rồi thì tôi khuyến cáo là các bạn nên sử dụng hen. Và cái việc mà mình cứ áy náy là mình sử dụng corticoid đến bao giờ, vì chúng ta biết là hen phế quản chúng ta phải dùng corticoid kéo dài đúng không ạ? Thế thì như là bác sĩ Thủy cũng chia sẻ là qua các khuyến cáo, còn tóm lại là những cái kinh nghiệm thôi. Như là của cô Tuyết Lan chẳng hạn thì là chúng ta có thể sử dụng corticoid ngắn hạn, thế sau đấy chúng ta có thể giảm liều sớm hơn so với trường hợp hen phế quản thông thường. Thì hiện tại tất cả những cái đấy chúng ta vẫn đang mò mẫm để chúng ta đưa ra những cái phương án tốt nhất cho các bệnh nhân bị hen. Thế thì chúng ta cũng thấy là có những trường hợp mà người ta bị hen theo mùa chẳng hạn, có những bệnh nhân chỉ mùa đông tôi mới hen thôi, hoặc là có những bệnh nhân chỉ mùa hè tôi mới hen thôi, thì không có nghĩa là chúng ta cứ phải automatic chúng ta áp dụng những cái khuyến cáo của
Gina hay là của Bộ Y tế, chúng ta cứ bắt bệnh nhân sử dụng corticoid cả 5 giờ như vậy là không hợp lý. Thế thì chúng ta những trường hợp mà bị nhiễm, mà bị hen sau khi mà bị nhiễm Covid ấy, mặc dù tiền sử hoàn toàn bình thường thì chúng ta cũng có thể coi như là bệnh nhân bị hen theo mùa chẳng hạn, chúng ta có thể sử dụng các corticoid sớm. Và như là tiến sĩ Vinh có trao đổi đấy, là chúng ta cũng không có gì là lo ngại cả. Vì sao? Vì quan trọng là bệnh nhân phải được theo dõi kỹ. Giả sử như một trường hợp bị ung thư phổi chẳng hạn, khi người ta bị một cái nốt phổi rất là nhỏ, người ta rất lo lắng, người ta chỉ mong muốn làm sao tôi biết được cái cục của tôi nó là cái gì để tôi còn rau ngô rau khoai tôi xử trí cho nó sớm. Vì người ta cũng biết là gì, là ung thư phổi điều trị sớm thì chúng ta sẽ cái tỷ lượng nó tốt hơn nhiều. Nhưng bây giờ cái nốt người ta có 3mm thôi, đúng không nào? Thì muốn làm để cho nó chắc chắn nó là cái gì rất khó, làm sao ta xí truyền hình ngược được. Còn so với quản thì chắc chắn chúng ta không tiếp cận được cái tổn thương đấy rồi. Thế thì làm hết rồi, nhưng mà tất cả những cái chúng ta làm để chuẩn đoán cái nốt đấy nó chỉ là những cái gián tiếp thôi, còn trực tiếp đi thẳng vào cái khối u đấy là chúng ta không làm được. Vậy thì mình cũng không thể nào mà gì mà để rau ngô rau khoai ngay từ đầu được. Mà cái trường hợp tốt nhất như vậy chúng ta phải chúng ta phải cân đo đong đếm xem là nếu bây giờ bác muốn biết nó là cái gì, có mỗi cách là bác mổ cắt cái cục ra thôi. Nhưng các bác biết là khi mà mổ như vậy nó có rất nhiều những cái hệ lụy, đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu mà mình theo dõi mình vẫn có thể an toàn. Tóm lại khi mà bác bị ung thư thật đi, mặc dù cái tỷ lệ rất là thấp thôi, nhưng nếu chúng ta theo dõi sát thì chúng ta vẫn yên tâm, vẫn phát hiện điều trị sớm. Cái hen này cũng vậy, nếu mà chúng ta bây giờ đang ở trong cái thời kỳ gọi là chưa có gì rõ ràng về cái hen sau Covid, vậy thì chúng ta vẫn đang có những cái cách chúng ta theo dõi bệnh nhân. Quan trọng là gì, là chúng ta theo dõi kỹ, chứ không phải là chúng ta cứ điều trị mãi không có, đến lúc rồi là bị lên cơn kịch phát nặng, tôi nghĩ là nó không xảy ra. Thế cái vấn đề tiếp theo nữa là giáo sư Hồi có hỏi là về với lại thạc sĩ Quý Hương về vấn đề chúng ta sử dụng ICS đường uống, sử dụng corticoid đường uống đường toàn thân nào với bệnh nhân ở những cái phụ nữ có thai. Thì chúng ta biết là những cái khi chúng ta sử dụng corticoid đường toàn thân là chúng ta sử dụng đợt cấp thôi, và trong thực hành lâm sàng chúng tôi gặp rất nhiều bệnh nhân có thai và bản thân tôi cũng phải sử dụng corticoid đường toàn thân cho bệnh nhân bị hen phế quản mà có thai, thì tôi thấy rất là an toàn nếu chúng ta chỉ sử dụng thời gian ngắn. Sợ nhất suy thượng thận mà khi dùng đường uống là chúng ta khi sử dụng kéo dài, rất kéo dài, phải hàng tháng. Thì như những cái bệnh nhân mà người ta cứ bị hen ấy, người ta cứ tự ra hiệu thuốc mua ấy, người ta uống một tháng uống chục ngày xong kéo dài hết tháng nọ tháng kia thôi mới gây suy thượng thận. Chứ còn nếu chúng ta sử dụng 3 ngày 5 ngày thì chúng ta cứ yên tâm là gì, là không bị suy thượng thận được. Tất nhiên là cái tần suất sử dụng thì là chúng ta phải ý, không phải tháng nào chúng ta cũng dùng như vậy thì nguy cơ nó cũng cao. Nhưng tôi nghĩ là khi chúng ta mà bệnh nhân phụ nữ có thai mà phải sử dụng corticoid đường toàn thân thì chúng ta vẫn yên tâm điều trị, chúng ta điều trị ngắn ngày, và quan trọng là chúng ta phải hướng dẫn để bệnh nhân sự điều trị ngừa cơn cho nó thật tốt để nó không lên những cơn tiếp theo, mà để phải sử dụng tiếp corticoid đường toàn thân tiếp, như vậy thì cũng rất là an toàn. Thế còn câu hỏi của bạn của một bạn nói rất là hay là gì, là một bệnh nhân phụ nữ 70 tuổi mà bị hen mà bị khó thở. Thế thì những khó thở từng cơn như vậy thì chúng ta cũng nhớ là gì, các bạn không chẩn đoán bệnh nhân bị CPD ở những cái trường hợp như vậy. Chúng ta biết là CPD thì hay gặp ở nam giới mà hút thuốc nhiều hơn. Phụ nữ thì tôi gặp CPD ít lắm, chủ yếu là hen phế quản. Thế và chúng ta biết là gì, CPD là chúng ta phải khó thở từ từ tăng dần, mà nó cả một quá trình diễn biến, chứ không phải nó thành từng cơn một, từng cơn như vậy thì chúng ta phải nghĩ đến hen phế quản nhiều hơn. Thế và khi chúng ta, tôi đã từng gặp cả những bệnh nhân mà 80 tuổi rồi người ta bắt đầu mới bị cơn hen đầu tiên và tiền sử không có. Thế và vẫn phải điều trị hen và bệnh nhân đáp ứng rất tốt. Nhưng bệnh nhân này cao tuổi như vậy và có tiền sử bệnh tim mạch. Vì thế cho nên là bạn cần phải lưu ý xem là bệnh nhân có vấn đề hen tim hay không. Vì tôi cũng đã từng gặp các bệnh nhân mà mình không để ý và người ta bị hen tim chứ không phải hen phế quản. Vì hen tim và hen phế quản cũng rất giống nhau, nó đều khó thở, thở khó khứ và bị khó thở về ban đêm. Chính vì thế cho nên là bạn cần phải tầm soát kỹ tim mạch trước, bệnh nhân có bị bệnh mạch vành hay không, bệnh nhân có suy tim hay không, trước khi mình quyết định là bệnh nhân chỉ bị đường hô hấp. Và những cái triệu chứng của bệnh nhân như vậy thì là tôi thấy rất phù hợp với cái việc mà bệnh nhân bị hen phế quản. Tuổi khởi phát tuy thấp nhưng mà tuy cao nhưng tỷ lệ thì thấp thôi, nhưng mà không phải không có. Tôi xin hết ạ. Vâng, xin trân trọng cảm ơn cái phần comment của tiến sĩ Đoàn Thị Phương Lan. Chúng ta còn ý kiến gì nữa không ạ? Thế thì sơ bộ như thế thì trân trọng cảm ơn tất cả các thầy, các cô, các anh, các chị. Chúng ta đã có một cái phiên khoa học rất là thành công mà với ba báo cáo chuyên đề về hen, một cái hen hậu Covid, một cái hen theo Gina 2012 và một cái hen ở phụ nữ có thai, đều là những cái vấn đề nóng, có những cái vấn đề mang tính truyền thống, nhưng trong cái truyền thống thì nó vẫn có những cái điểm nóng nhất định. Và rõ ràng là qua cái phần tham luận
qua những cái câu hỏi đặt ra trong cái hội trường ngày hôm nay, chúng ta thấy là chính xác là truyền thống thì có cái câu chuyện của truyền thống, nhưng nó vẫn có những cái điểm nóng nhất định. Trân trọng cảm ơn tất cả những cái ý kiến tham luận của tất cả các thầy, các cô, các anh, các chị. Và đặc biệt là cái sự tham dự của chúng ta đến cái giờ này, lấy hết cả cái thời gian tea break rồi. Như này là... Mà vẫn còn mấy phút. Thôi thì cũng phải để các thầy, các cô, các anh chị ra ngoài tea break tí chứ. Lấy nốt nữa rồi thôi. Thì một lần nữa xin trân trọng cảm ơn, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại ở trong những phiên tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn các bạn.